Ok, vâng, thanh niên của chúng ta đã hiện hình. Và chúng ta bắt đầu quay trở lại với màn leo lối có 102. Ok, quay động xanh. Xem nào. Oh, fuck. Động xanh. Khoan, mình phải nhấn Afi trước này. Thì nó mới lên. Thì nó mới có tác dụng. Ok. Đây rồi. Ok, từ từ bình tĩnh nào. Ba. Là hôm qua mất cả một tiếng mà vẫn không mò được lên trên kia cái đậu xanh. Leo được rồi lại tụt xuống. Uầy, uầy. Chờ chút nữa. Ok. Giật mình. Cái đậu xanh nhà nó chứ. Ba. Khoan. Thôi. Lạ nhờ. Nhiều khi mình cũng không hiểu sao mình leo được lên đoạn này thần kỳ vậy nổi. Khó vậy, tôi đang hóng ông phá đảo đây. Ba hai một boom. Vãi nồi ạ. Đúng mà cay thế nhỉ. À đủ đậu xanh. Mình đang nói gì vậy nè. Chưa thề. Không được rồi. Vãi. Không được rồi. Thì ai chết rồi. Học giáo dục công dân điểm 10 được như này thôi rồi. 3, 2, 1, boom. Yeah, fuck. Ok, làm lại lần nữa. One more time. Rồi, yeah. Ok. Thức thứ nhất. Yeah. Vãi nội thức thứ nhất. Ok không? Chạy đậu. Nghiện 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 Kimetsu no Yaiba rồi. Sao tôi leo lên đoạn này nhỉ? Đậu xanh. Ok, thử lại một nữa. Ui. Dạ. Hệ. Vẫn là đoạn này, dép em nó xem cùng mà nó tức luôn, đứt luôn bên còn lại. Chơi đậu. Đấy. Pam. Đúng. Chơi đậu. Thanh niên làm game mẹ hiểu nghĩ gì mà làm cái này vậy. Ui. Má. Chơi đậu như kiểu người khuyết tật ấy. Kiểu game này còn khuyết tật hơn cả game dùng tay lắp đạn rồi ạ. Úi rồi hấp dẫn. Hấp dẫn, chơi đậu. Ok, lên này, lên này. Một phát lên luôn này, một phát lên thiên này. Lần này là phải bình tĩnh này, mọi người ạ. Cái đậu xanh. Thần. Nãy giờ ông chưa đọc comment đúng không? Mai sinh nhật thằng bạn em, nó bắt em tặng quà mặc dù trong túi còn mỗi 31.000 À đồ. ngày tiền ăn sáng. Đâu đó. Mai sinh nhật thằng bạn em. Uầy, thế em ơi.
xem nào. Nó bắt em mua quà sinh nhật ấy, thì em mua cho nó một món gì đó thật lạ mà nó sẽ phải dùng trong suốt phần đời của nó. Đó, vì đây để anh gợi ý cho nhá. Như là một chiếc thước kẻ làm từ thép không gì em ạ. Đó. Sáng em mang 5.000, lúc về em ăn thêm 5.000. Hấp dẫn. Đây, cái là hấp dẫn nha. Ấy. Ấy, đậu xanh. Bình tĩnh nào anh. Một ngày em ăn có thể hết. Ê, một ngày em có thể ăn hết 10.000 hoặc là có thể hơn. Ôi. Thế em đúng đại gia đấy em ạ. em ăn bánh bao. Vãi. Nhìn đây. Thức thứ nhất. Dạ. Yeah. Má. Đậu xanh. Điệt cỡ. Tật nguyền thế nhờ. Đậu xanh. Chữ đậu. Để tôi đọc comment cho. Ok, ông cứ đọc. Sáng mới tới trường mua hai cái. Nếu có nhiều tiền ăn ngoài trường rồi, giờ mua thêm một cái nữa. Ôi giời. Giờ là thanh niên này ăn bánh bao nhiều nhỉ? À đồ. Ít ra không nghiện tạp tựa. Không ạ. Đúng. Fuck. Chế độ. Đứng yên mày ơi. Lên. Chế độ. Trơn thế nhờ. Đó. Xanh. Xem ạ. Dạ. Hey. Hôm nay mà không lên là thôi ấy. Ngày mai gọi là nghỉ stream. Thấy... Tôi nghĩ chắc là nghỉ. Chắc rồi đó. Chắc kèo. Này chắc kèo. 3, 2, 1. Boom. Yeah. Tôi phải ghét tin. Fuck. Đậu xanh. Hey. Chết rồi. Ôi giời, khó thế nhỉ. Dạ. Xem nào. Về mua thêm hai cái ăn trên đường rồi mình ăn cái nữa. Uầy. Thế thì... Ôi giời, thế là... Fuck. Đứng yên, cái coi, chơi động. Thật sự. Đúng rồi, tôi mong cài được cái tin over it. Nãy là cài, đéo được. Cài. Cài cái tin over it ạ. Cài trên điện thoại thì... Tôi đang cài đặt rồi. Nhưng mà nhầm cái nó cài đặt rồi nó cũng không được ấy. iPhone nó bắt tiền phải cài trường. Fuck. Ủa, nó ấy xong mình kéo lại nó lại bật ra đậu xanh. Bùm. Có chích cả mọi người. Đây, mình sẽ biểu diễn cho mọi người. Đầu tiên, lôi thanh niên của chúng ta ra map. Hey. Fuck. Không biết bao nhiêu ông ở Việt Nam phá đảo vậy. Thôi xong. Thôi. Quá ơi, quá. Chú đứng ở đấy nhá, ok. Anh không làm gì chú nhá. Đậu xanh. Quả này không nhảy được ăn cám này. Ok, hấp dẫn.
Trời đất. Lên 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 được hả? Lên được hả? Fuck. Má xanh. Đậu xanh. Xem nào. 3, 2, 1, boom. Xong ăn cám rồi. Ờ cái gì á, cái gì á? Cái gì nó mới trông thế à kìa? Gọi là... Đấy gọi là bả đấy. Đấy. Sau 3, 4 ngày không chơi thì lại tật nguyền. Fuck! Đậu xanh. Cú thật sự. Đậu xanh. Xem nào. Thôi nha. Không chơi. Oh shit. Đã trên máy tính đã khó rồi, chơi điện thoại nữa. Chơi điện thoại thì tần nguyên gấp đôi. Gọi là khuyết tật hẳn luôn. 3, 2, 1, boom. Nó... Mà trên điện thoại được có cái lại là nó có thể cho phép livestream. Nó còn livestream. Tôi vẫn đéo hiểu sao có thằng có thể leo được chặn lên chỗ này cơ. Mà nó lại còn leo nhanh vãi lên nữa. Tôi sẽ stream bên chút. 3, 2, 1, boom. Nó bắt tôi đăng nhập nó kìa. Để con stream tạo tiêu đề. Nó còn phải đăng nhập cơ. Getting over it. Úi dồi. Khiếp. Không thể tin được luôn là có những thằng có thể đạt được danh hiệu chum vàng ạ. Đúng rồi. Chum vàng là phải phá đảo game này ít nhất tận 50 lần ạ. Vãi lều ạ. Cái đậu. Một lần thôi là đủ sấp mặt rồi. Đây tận 50 lần ạ. Nếu thể tin được. Hay. Dạ. Bao. Dạ. Bao quát càn khôn. Dạ. Đậu. Đang làm cái gì này. Một phát lên luôn à. À. Tôi xong. Trời đậu. Bây giờ xuống lại chỗ kia ăn cám. Ba đậu xanh. À đúng rồi. Nó mà chở em chắc em làm viện mấy người. Bạn em nói giận em không tặng quà nó. Nó bắt chở đi chơi mà hết giận. Vậy nó bài gì ghê chứ. Đúng rồi. Em chở nó qua Cao Bằng đi. Rồi em sẽ thấy là nó sẽ biết ơn em như nào. Đây à. Fuck. Cái đầu. Này nằm đứng yên được không? Búa. Cái đầu xanh. Ok, lại lên lại rồi. À, nhớ thì tin được mình lên được luôn. Lại chiêu thức. Ok. Lần này mà không được là thôi đấy. Phải xong rồi con trai. Ôi, nó dò đánh em kìa đậu xanh thằng bạn. Nó đòi đánh em kìa. Đâu đó. Nó còn dọa đánh em kìa. Ôi,
Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu mà mưa không xuôi. Sớm sau thề mới đặt có chắc bền lâu. Thôi em xác định là ba. Cái điện cỏ em đâu gớt cái đầu má thề luôn, lần đầu leo y gì vậy nồi ạ. Cái đậu xanh leo xong chỗ này hết ba thanh xuân. Thức thứ 11 lặng. Ô ô mai đang cây cũ. Cú vãi nồi đậu xanh. Phát. Chà. Cái đậu. Thứ nhất bay múa chơi lại từ đầu. Phải gì này. Thở cái này hơi thở của gì? Hơi thở nước à? No. Hơi thở của hơi... nó. Hơi không. Thở, hơi thở sự bất lực à? No. Hơi thở của khuyết tật. Phải gì. Fuck. No. Lại đây, mũ. Anh có nhiệm vụ mới cho chú đây. Khuyết tật. Chồng khuyết tật vậy nồi. Cái đậu xanh. Rồi khỏi đi. Xem nào để... Ê. Mày chim bóc xì không? Chán à? Đó, được luôn. Loli là Google. Cái gì cơ? Tôi thấy một cái cần thiết nào đó trên Facebook. Thôi không hát đâu. Nổ xanh, lần trước hát là xui lắm đấy. Không nó, hát. Ôi, tôi chưa được ké nổ xanh. Nổ xanh. 3, 2, 1. Phải mà tôi có thể lòng thêm nhạc thì tôi sẽ hát đậu xanh nhưng mà đéo được. Lồng nhạc á dễ thôi. Bây giờ ông xem trên YouTube của bài nào vừa không bản quyền vừa có thể bay lắc đó. Như nhạc của Khá Bẩn. ta lăng trời đậu. Ok thử xem nào, lại lần nữa nhé. Hay bộ à không được đó. Ok thì tôi sẽ hát một đoạn nha. Bài này chắc chắn sẽ không dính bên Nguyễn thề đâu bài là. Thôi ao này để tôi lên lót. Đoàn quân Việt Nam đi trong lòng quốc. Bước chân dồn vang trên những quân đỉnh xa. Ôi đi mơ chiến thắng vàng hồ nước.
sung hình ra trên cua quần hình ca. Đường vinh quang xây xa quân thù, hàng giàn hào cùng nhau lập chiến khu. Vì nhân dân chiến đấu không ngừng, tiên mau ta ra trường, tiên lên cùng tiên lên, cùng tiên lên. Nước non Việt Nam ta vững bền. Ok, vỗ tay phát. Vỗ tay. Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng Bác Hồ vĩ đại. Sẵn sàng. Sẵn sàng. Đó. Đấy. Ô, được rồi. Không, không được. No. Chờ đó. Xem nào. Nghe hai ông cười mà mình cũng cười. Xem nào. Ok. Thử thần thánh nhá một phát này. 3, 2, 1. Ô. Trời ạ. Ba, hai, một. Sao người ta lại không làm máu ở đấy nhỉ? Trời ạ. Cơm nhỉ? Đậu xanh. Đúng. Dạ. Ok, hấp dẫn. Nào nhá. Cái đậu xanh. Dạ. Ok. Cố lên, Kamade. You can do. Hấp dẫn. Chắc chắn là không thể sai lầm được. Dạ. Yeah. Hấp dẫn nha. Má, trời nào. Má ơi, đừng chết. Đậu xanh, please. No. Má. Nếu biết mình nên cười nên khóc ạ. Trời đậu. Úi dồi. Anh trai ơi. Đậu xanh. Chà. À, em mà tức thì đổi lo cho mình lên kia một chút. Bảo là ôi dồi ôi, thế không được. Em phải bảo tụi nó như like tụi nó mới nghe chứ. Đây, em biết là em phải nói như thế nào để mà dạy tụi nó biết cách lên người. Em hiểu không? Ví dụ nhé, em phải nói với tụi nó sau. Thằng Dô Văn Hóa. Fuck. Chà. Oh. Bây giờ
giờ mà được đô lết nhỉ. Xong một tiếng gọi là mới nghiêm túc. Thấy thằng bạn em bảo năm nay là cao hơn 1m7. Hấp dẫn. Chờ đợi. Thấy ok, và chúng ta quay trở lại điểm xuất phát của hai buổi stream trước. Rắn ơi, bé La ơi, bé La, bé đừng làm gì anh nhá, không là tí nữa anh làm thịt đấy. Lại chơi phải bé La thôi, nói chuyện với nó mà của em một gãy. Ôi dồi ôi, nhiều thế. Thề luôn ý. Cháu ơi, mày đừng yên. Mày đừng yên coi. Mày đừng yên coi, đậu xanh. Anh chết tra bây giờ. Thằng làm game ngu quá. Đậu xanh. Ủa, hơn một tiếng rồi. Ủa, nghe bài nhạc này cũng thấy bất an. Bất an thật sự. Thức thứ nhất. Hí. Im nào, chơi đâu. Cái trời ơi. Sao nó trôi được như vậy? Chơi đâu. Ba hai một. Cái lồng. Nhờn. Anh nhờn với chú đấy à. Chú đứng yên xem. Động xanh. Má giờ nó bay cao hơn lúc nãy ạ. Mời.
là mình chơi tiểu xảo đây nè. Cái đậu. Thế luôn, cái chậu chả có gì gọi là chống dính à. Loại trơn, loại nổi. Thế luôn, tập trước làm pha highlight kinh vậy. Cái lồng.